Xung đột Israel-Hamas vẫn căng thẳng trên dải Gaza. Israel đã quyết định cử phái đoàn tham gia các cuộc đàm phán tại thủ đô Paris, Pháp về một thỏa thuận tiềm tàng liên quan đến ngừng bắn và thả con tin tại dải Gaza. Trong khi đó, các bên đang tập trung mạnh mẽ vào nỗ lực đạt thỏa thuận dẫn đến việc phóng thích số con tin còn lại đang nằm trong tay nhóm vũ trang Hamas và lệnh ngừng bắn nhân đạo. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Quân đội Israel tin chắc rằng thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar được cho là chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 đang ẩn náu trong mạng lưới đường hầm như mê cung ở miền nam Gaza. Theo tờ The Washington Post, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đang ở cùng các con tin Israel. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, các quan chức hiện tại và trước đây của Israel nói rằng hoạt động của Israel ở dải Gaza không thể kết thúc cho đến khi Yahya Sinwar bị bắt, bị tiêu diệt hoặc không còn là thủ lĩnh Hamas. Nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ thủ lĩnh Hamas và mức độ mà cuộc xung đột hiện kéo dài 4 tháng phụ thuộc vào sự thành công của nhiệm vụ đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hồi đầu tháng 2 tuyên bố, chúng ta sẽ tiêu diệt thủ lĩnh Hamas, chúng ta không được kết thúc chiến dịch trước thời điểm đó. Thế nhưng, có một vấn đề khiến các quan chức an ninh và tình báo Israel, Mỹ và phương Tây lo lắng. Trên thực tế, việc xác định chính xác vị trí của thủ lĩnh Sinwar có thể không khó khăn bằng việc tiến hành một chiến dịch quân sự để vô hiệu hóa người này mà không làm ảnh hưởng các con tin được cho là ở gần đó. Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar được cho là đang ẩn náu trong khu vực đường hầm bên dưới Khan Yunis, thành phố ở phía nam Gaza. Khan Yunis là nơi thủ lĩnh Sinwar được sinh ra vào năm 1962. Các quan chức Israel cho biết, vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hamas đã bắt cóc hơn 250 thường dân và binh lính từ Israel và đưa họ vào Gaza. Hamas đã thả hơn 100 người trong số đó, khoảng 130 con tin vẫn đang bị giam giữ. Ước tính khoảng 1/4 trong số này được cho là đã thiệt mạng và có khoảng 6 con tin là người Mỹ. Trong nhiều tháng, quân đội và cơ quan an ninh Israel nỗ lực tìm hiểu những điểm chính trong mạng lưới đường hầm rộng lớn bên dưới Gaza để tìm ra Sinwar. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant từng thừa nhận binh sĩ Israel phát hiện bằng chứng cho thấy thủ lĩnh Hamas có thể đã đi trước họ một bước. Theo báo chí Israel, binh lính đã tìm thấy quần áo của Sinwar, ghi chú Sinwar viết bằng tay, thậm chí cả bàn chải đánh răng mà ông này có thể đã sử dụng. Những ngày gần đây, có suy đoán rằng Sinwar có thể đã di chuyển tới thành phố Rafah ở biên giới Ai Cập. Trong bối cảnh có cảnh báo rằng đợt tấn công vào thành phố Rafah sẽ sớm diễn ra, quân đội Israel đã đệ trình lên nội các kế hoạch sơ tán người dân ở Gaza khỏi các khu vực giao tranh. Nội các Israel cũng đã phê duyệt kế hoạch cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Gaza. Phía Mỹ nhấn mạnh họ sẽ không hỗ trợ một chiến dịch nhằm vào thành phố Rafah nếu không có kế hoạch sơ tán đáng tin cậy. Israel đã quyết định cử phái đoàn tham gia các cuộc đàm phán tại thủ đô Paris, Pháp về một thỏa thuận tiềm tàng liên quan đến ngừng bắn và thả con tin tại dải Gaza. Theo hãng tin Reuters, hôm 23 tháng 2, dẫn đầu phái đoàn Israel là ông David Bania, giám đốc cơ quan tình báo Mossad. Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ William Burns, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và giám đốc cơ quan tình báo Ai Cập Abbas Kamel cũng tham gia các cuộc gặp ở Paris. Nỗ lực ngoại giao dường như đang được đẩy nhanh trong bối cảnh tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo đến gần, bắt đầu từ ngày 10 tháng 3. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, các bên đang tập trung mạnh mẽ vào nỗ lực đạt thỏa thuận dẫn đến việc phóng thích số con tin còn lại đang nằm trong tay nhóm vũ trang Hamas và lệnh ngừng bắn nhân đạo. Theo tờ The New York Times, tiến trình đàm phán dường như gặp bế tắc vào tuần rồi sau khi các cuộc thảo luận ở thủ đô Cairo, Ai Cập không đạt đột phá. Các nhà thương thảo Israel đã được rút về và Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ đề xuất ảo tưởng của Hamas về lệnh ngừng bắn kéo dài 4 tháng rưỡi và sẽ kết thúc với việc Israel rút quân khỏi dải Gaza. Tuy nhiên, ông Benny Gantz, thành viên nội các thời chiến Israel hôm 21 tháng 2 nhận định đang có những dấu hiệu ban đầu hứa hẹn về thỏa thuận thả con tin. Một ngày sau đó, ông Brett Marcus, đặc phái viên Trung Đông của Mỹ, đã gặp các quan chức ở Ai Cập và Israel để thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Vào đầu tuần này, Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo đó kêu gọi ngừng bắn tức thì ở dải Gaza. Lý do được Washington đưa ra là nghị quyết này có thể làm gián đoạn tiến trình đàm phán. Một nguồn tin cho tờ báo The New York Times biết, cả Israel và Hamas đều sẵn sàng thương thảo về một thỏa thuận tạm thời. Theo đó, trao đổi 35 con tin Israel có sức khỏe yếu hoặc tuổi cao để lấy một số lượng tù nhân Palestine. Trong khi đó, ông Sami Abu Zurib, quan chức cấp cao Hamas, cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm vì tiến trình đàm phán không đạt tiến triển.
Ông này cũng cho rằng Israel đã đổi ý về các điều khoản mà nước này chấp nhận trong đề xuất ngừng bắn được đưa ra ở Paris hồi đầu tháng 2. Hamas cũng cho biết thêm thủ lĩnh của mình, ông Ismail Haniyeh, đã đến Ai Cập trong tuần này để thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có cứu trợ dân thường và chấm dứt xung đột ở dải Gaza, trao đổi con tin lấy tù nhân Palestine bị giam giữ ở Israel. Theo Reuters, chuyến đi kéo dài 3 ngày nói trên của ông Haniyeh là dấu hiệu mạnh mẽ nhất trong nhiều tuần qua về việc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Đã xuất hiện hy vọng chuyến đi này có thể giúp mang lại thỏa thuận ngừng bắn kịp thời, để ngăn Israel đưa quân đội đổ bộ vào thành phố Rafah ở dải Gaza. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Israel không có bước đi này vì lo ngại khủng hoảng nhân đạo sẽ xảy ra tại Rafah, thành phố giáp biên giới Ai Cập. Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, hôm 22 tháng 2 nhấn mạnh cần quan tâm đến sự an toàn và an ninh của hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn tại Rafah. Hamas được cho là vẫn đang cầm giữ hơn 100 người bị bắt cóc trong cuộc tấn công nhằm vào Israel hồi tháng 10 năm 2023. Nhóm vũ trang này cho đến giờ vẫn khẳng định sẽ không phóng thích số con tin còn lại nếu Israel không đồng ý chấm dứt chiến dịch quân sự và rút quân khỏi dải Gaza. Đáp lại, Israel tuyên bố sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị xóa sổ. Từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra đến thời điểm hiện tại, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas chỉ mới được thực hiện một lần và trong vòng 7 ngày. Nếu so sánh với những gì mà người dân trên dải Gaza đã, đang và sẽ phải đối mặt, thì việc thỏa thuận ngừng bắn trong vòng một tuần chưa thấm vào đâu. Liên Hiệp Quốc không dưới một lần đưa ra những dự thảo về thỏa thuận ngừng bắn và khơi thông viện trợ trên mảnh đất này, nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng như Israel-Hamas chưa thực sự sẵn sàng để đưa dự thảo thành nghị quyết. Mới đây nhất, hôm 21 tháng 2, Tân Hoa Xã dẫn lời đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Chang Jun. Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng mạnh mẽ và không hài lòng với hành động phủ quyết của Mỹ, ông Chang nhấn mạnh. Quyền phủ quyết của Mỹ phát đi một thông điệp sai lầm, đẩy tình hình ở Gaza vào tình trạng nguy hiểm hơn. Ông nói thêm rằng, việc phản đối lệnh ngừng bắn ở Gaza không khác gì bật đèn xanh cho hoạt động quân sự tiếp diễn. Ông Chang Jun đưa ra phản ứng nói trên sau khi Mỹ đã phủ quyết lần thứ ba dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc UNSC với nội dung yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Trước đó, các quốc gia Ả Rập dẫn đầu là Algeria đã đưa dự thảo nghị quyết nói trên ra biểu quyết hôm 20 tháng 2. Dự thảo nghị quyết nhận được 13 phiếu thuận, 1 phiếu chống, Mỹ và 1 phiếu trắng, Anh. Để một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua, cần có ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết nào trong số 5 thành viên thường trực, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield lập luận, Mỹ phủ quyết vì lo ngại dự thảo sẽ đe dọa các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ai Cập, Israel và Qatar về thỏa thuận tạm dừng giao tranh và thả các con tin bị Hamas giam giữ. Hôm 19 tháng 2, Mỹ cho biết đã đề xuất một dự thảo nghị quyết khác kêu gọi ngừng bắn tạm thời và phản đối cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn của Israel ở thành phố Rafah. Tuy nhiên, đề xuất dự thảo của Mỹ vẫn chưa được trình bày chính thức trước các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và không rõ liệu nó có được đưa ra bỏ phiếu hay không, cũng như thời điểm diễn ra. Hãng tin AP mô tả, trong bối cảnh dân thường thương vong ngày càng cao do các cuộc tấn công của Israel và dải Gaza, ông Guterres gần đây đã kích hoạt điều khoản đặc biệt trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Đây là điều 99 cho phép Tổng thư ký Guterres lưu ý với Hội đồng Bảo an bất kỳ vấn đề nào, theo quan điểm của ông, có thể đe dọa đến việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Viện dẫn điều 99, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an hành động để ngăn chặn thảm họa nhân đạo tại dải Gaza. Ông kêu gọi các thành viên yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Quyền lực thực sự tại Liên Hiệp Quốc do 193 quốc gia thành viên và đặc biệt là 15 thành viên Hội đồng Bảo an nắm giữ. Do đó, kích hoạt điều 99 đã bổ sung quyền lực trong lúc nước sôi lửa bỏng cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Kích hoạt điều khoản đặc biệt này đồng nghĩa với việc vấn đề mà ông Guterres đề xuất sẽ phải được đem ra Hội đồng Bảo an bỏ phiếu. Dẫu vậy, Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, vẫn không ủng hộ lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, thay vào đó là những khoảng ngừng nhân đạo. Điều 99 cực kỳ hiếm khi được các Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc viện dẫn. Lần gần nhất điều khoản đặc biệt này được kích hoạt là vào năm 1971, tức hơn nửa thế kỷ trước, giữa cuộc chiến dẫn đến sự thành lập Bangladesh và quá trình nước này tách khỏi Pakistan. Các Tổng thư ký trước đây từng cảnh báo về các mối đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế với Hội đồng Bảo an, chẳng hạn vấn đề Congo năm 1960, cuộc khủng hoảng con tin Mỹ ở Iran bắt đầu vào tháng 11 năm 1979, cuộc chiến Iran-Iraq năm 1980. Tuy nhiên, họ không viện dẫn điều 99.
Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.